Welcome back to Vivian and Alex Adventure. Chào cả nhà. Hôm nay mình làm một cái món rất là đơn giản. Đó là món tôm chiên với khoai. Cái bột mà mình trộn á là mình dùng cái bột của Korea, của Hàn Quốc. Nó gọi là vegetable pancake mix. Tại vì cái đây một năm á thì mình làm món này mình thường hay trộn bột theo cách của mình là bột gạo. Rồi thế này thế kia, nhưng mà đến khi hôm đó mình hết bột ở nhà thì mình mới có cái này, thì mình mới dùng thử. Mình không ngờ là rất là ngon. Nó giòn gấp mấy lần cái bột gạo. Mà rất là dễ làm, mình không cần phải seasoning, không phải bỏ muối hay tiêu hay gì hết. Còn đây là tôm. Tôm là mình dùng cho khoảng gần 1 ký. Thì cái tất cả những cái món này thì ăn khoảng chừng 4 người, cho 4 người. So this dish is called shrimp, deep fried shrimp with shredded yam. And the powder that I mix is a vegetable pancake mix that you can find in any Asian market, Korean market. The recipe very simple, and the vegetable that you eat with is lettuce and like mint and some kind of herbs that you like. And this stuff I'm gonna make the sauce later, and very simple. So first we have to shred it, the yam. Here you can see Vivian is peeling the sweet potatoes or the yams. You only acquire this type of skill with years of experience in peeling. Vivian is a true professional at this. You can see how she gets every little piece of skin off with nice even strokes of the peeler, and all the skin is going directly into the pan. I mean, this is real professional stuff here. Come on, that bullshit. Mình á là mình rất là thích cái này, tại vì cái này mình nó rất là tiện lợi mà rất là bén. Mình mua mấy cái chợ Mỹ nó bán, không biết chợ Việt Nam có bán hay không. Thì mình sẽ so this stuff you this thing you can buy in any market. Vivian, where did you learn how to shred sweet potatoes like this? From my mom. Mình nấu đồ ăn á là mình học ở mẹ mình rất là nhiều. Mẹ mình nấu đồ ăn rất là giỏi. Ngày xưa mẹ mình có quán ăn ở bên Việt Nam ấy. Mẹ mình hay bán đồ nhậu mà rất là ngon, nên mình cũng học được nhiều lắm. Có gì các bạn sẽ thấy trong những video kế tiếp của mình. A little bit, rinse a little bit to what? Get all the starch. What effect does that have? To make it more crunchy, crispy when you deep fry them. Oh, okay. That's a tip. Crispy crunchy is always better. Yeah. Khi mà mình bào xong rồi á, thì bắt đầu mình sẽ rửa sơ qua nước để cho nó ra hết mấy cái chất bột á. Thì khi mình chiên nó mới giòn. Khi mình đã rửa khoai rồi đó, bắt đầu mình đổ tôm vào. Ở cái bịch này á, nó nói là cứ một cốc nước, cứ một cái này nước á, một cốc nước này á thì một cốc bột. Okay, so we've got the shrimp in with the yams, and now we're going to get one cup of the pancake batter to add in. No, one cup of the mix is equal to one cup of water. So I'm gonna do 2 cups.
All right, so three. Okay, hồi nãy thì mình bỏ 3 cup water với lại 3 cái bột, 3 nước. Nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa có đúng cái độ mà mình muốn. Thì bây giờ mình phải thêm bột. Thì mình nghĩ cái recipe này là phải là 4 bột, 4 nước thì nó mới vừa. Các bạn nhớ nha, 4 bột, 4 nước. So the total will be for this recipe will be 4 cup of water and 4 cup of powder mix. Khi mà các bạn trộn cái này á, nhớ trộn rất là đều tay, trộn cho nó ra hết mấy cái bột, cho nó thấm nước. Xong mình để nó khoảng chừng 10 phút để cho mấy cái bột nó nở tí xíu thì mình chiên nó mới ngon. So we let it sit for 10 minutes to let all the powder and the water mix together. So when we deep fry it, it tastes better this way. Cái này là cái measure này là cái half a cup. 1 2 3 thì 3 nước, 1 đường. Một mắm. Thường thường á, mình làm nước mắm á, là mình làm cái kiểu này là mình làm cho nó nhanh á. Chứ còn thường thường mình làm theo kiểu của mẹ mình á, thì rất là cầu kỳ. Nhưng mà tại video này có hạn á, với lại mình cũng muốn cho mấy đứa bạn mình nó người Mỹ á, nó làm cho nó dễ thì làm theo cách này thôi. Chứ bữa nào mình làm một cái video về nước làm nước mắm của mẹ mình chỉ ngon cực kỳ, ngon lắm luôn á. Đây còn cái này á, bắt đầu mình bỏ thì là 1 trái chanh. Còn cái này là khoảng mình thích ăn cay nên mình làm khoảng 6 trái ớt này. Còn tỏi là mình thích làm tỏi tươi thì mình làm 4 cái này. So for the sauce is the box. So like 3 half cup water. So 1 sugar, 1 fifth sauce. Make sure the water have to be warm to resolve the sugar. And I love spicy. So this is Thai chili. So I use about 6 of this. And then garlic, make sure you use fresh garlic. So 4 cloves, and then 1 lime. Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ ớt vô. Mình là mình thích ăn cay lắm luôn á. Thường thường mình hay bỏ tỏi với lại ớt cuối cùng là để cho nó nổi lên cho nó đẹp á mà. Một trái chanh. Tùy các bạn thôi nha. Các bạn muốn làm theo kiểu các bạn, tùy các bạn nhé. That's a pretty good one-handed lime squeezing technique you have there, Vivian. See, the recipe is very simple. Anyone can do it at home. Okay, let me taste. It's good. Bây giờ dầu của mình bắt đầu nóng rồi đó. Mình chiên ha. Một con tôm. So we get one shrimp that's rolled up in the yam shredded.
and then kind of make it into a, what would you call that? You're making it into kind of a, like a dumpling sort of type thing? Just like a little pancake. Little pancake. Nhớ đừng có để lửa cao quá nha, nếu mà để lửa cao quá khi mà mấy bạn bỏ vô thì nó sẽ văng tung tóe hết đấy. So make sure the heat is like medium. If it's too high, it will splash everywhere. You can burn yourself. Ok, bây giờ bên một bên nó bắt đầu vàng rồi thì mình lật nó qua. All right, they're turning golden brown and it's time to flip. About how long per side does it take, Vivian? Maybe just a few minutes. About 2-3 minutes per side on a medium high heat. Bây giờ khoai của mình nó cũng gần sắp xong rồi. Nhìn ngon chưa? So, it's get ready to take out. Okay, it's finally time to eat now. Okay, mình mà thích ăn cái gì cũng bóc tay hết nhé. So roll it up in a nice lettuce wrap with some of those tasty herbs in there and then dip in some fish sauce. And enjoy! Yeah, very crunchy. Cái bột này nó rất là giòn, giòn đấy sợi. I gotta get a nice big piece of lettuce because I don't mess around. Yeah. Yeah. This is favorite, a Ryan favorite dish. And a lot of herbs. Ryan rất là thích cái món ăn này. Người Mỹ thường người ta rất là thích ăn cái món gì mà nó chiên. Vivian O says I'm not like most Americans because I like lots of mint. I like all the herbs. Mà Ryan này nó rất là thích ăn mấy cái rau dấp cá, mấy cái rau rau bạc hà, mấy cái rau tía tô nó ăn được hết mà nó rất là thích nữa. Ok, video của mình tới đây là chấm dứt. Có gì hẹn các bạn các video kế tiếp nhé. Bye. If you liked this video, make sure you go down, hit that subscribe button, go comment, share this with your friends. We'll always have more cooking videos coming up soon, and I'll see you in the next one.